Vô. Như mọi người thấy thì chúng ta đang có 40 cục nhựa ở đây. Và mình không phải là người tích 40 cục nhựa ha. Bạn Trương đã nhờ mình gọi là farm một set thánh di vật hoàn chỉnh cho Zealand bằng 40 nhựa này. Bình thường mình là một trapper chuyên nghiệp thì liệu mình cũng farm chuyên nghiệp hay không? Để chúng ta cùng biết ha. Bơ chuyên nghiệp cái từ đó hơi kỳ kỳ không? Ủa thì bình thường em cũng nói em là trapper chuyên nghiệp mà. Nó có thể sẽ liên tưởng tới một số thứ khác nó hơi kỳ á. Nào Dạ. Ok, trước khi vào video thì nếu mà mọi người muốn ủng hộ bọn mình làm những cái content như thế này thì mọi người hãy like, subscribe và ấn vào nút chuông ha. Mọi người cũng có thể ủng hộ thêm bằng cách liên hệ với lại Weibo Game ở dưới phần mô tả của video. Bây giờ vào video thôi nè. Bọn mình cũng tính làm một kiểu mới để thử cái kiểu này coi như thế nào. Cái kiểu này nó sẽ video nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đó chính là làm xong lần rồi chép rồi nâng luôn lần á. Thử ha. Và làm cái kiểu này thì chúng ta sẽ chỉ quay lại những highlight của video, những cái đồ mà có tiềm năng ra ra đồ gì có tiềm năng mình có khóa lại thì mình mới 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 mới, mới gì ngay lúc này các bạn có thể coi độ dài của video để xác định có bao ha. nhiêu highlight. Ok thì lần nhựa có được khóa lắm này, lần nhựa đầu tiên rồi. Ồ. Ồ ba dòng này được nhưng mà không phải set chúng ta đang cần nên mình sẽ không nâng nó trong video này ha. Ồ, được luôn nè. Cái đó là không được lắm, hai dòng còn lại hơi tệ quá. Nhưng mà vấn đề là từ từ mọi người khoan đã. Vấn đề là mình đổi cái team cái. Mình vừa nhận ra cái team này nó đã không có đam rồi thì chết. Nó còn không có healer nữa. Đem vô vậy là đặt luôn á, nãy giờ. Em sợ à. Sợ. 5 minutes later. Ok. Làm lại. Cái bản app của bạn là rerun đó, cho nên là nhân vật chưa build lắm, Lại mệt. mình đã nhờ Hưng vô giúp. Ok, hôm nay hết hết số lần nhân hai luôn rồi. Ôi nhưng mà. Ủa sao cái này? ôi Ủa sao ra set kia mà set nó bá cực kỳ giống quái. Ê. Ở set này nó cho phòng ngự, sát thương nguyên tố thảo. Quái. Rồi sai xé luôn. Ấy. bãi ly Do visa là chơi phòng thủ ấy. Ok thử được. Cái này không. Ồ có đồ dữ này. Ủa rồi cái này giữ gì ta. Giữ kẻ. Này giữ gì ta. Ủa tưởng tưởng cái đồ dữ nó ngon lắm rồi chứ tự nhiên nó. Rồi cái này on set cho vô visa này. Nếu mà bạn bạn chưa có bao giờ cái tính build vô visa. Tại sao cái Vào này? đây. Tại sao cái này xóa? Why? Mình farm dây lan mà. Anh đang thấy cái điểm anh thấy Well. Rồi cái này cũng giữ được luôn mà không cho dây lan nhé. Cho ra định này. Cái này Đừng 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 đừng. chịu chịu phải khóa này mà mình không tin tưởng cái khóa này lắm à. Ồ cái khóa này lại ổn hơn cái này. Ok. Nhưng mà nâng nâng thử lên 4 anh, tại vì hai dòng còn lại nó cũng không mạnh cho Zealand lắm. Phải khóa này. Ê. Thương thần nữa. Ê. Lại thương thần. Cái này cho thương thần. Ủa rồi nó khác gì cái nãy. Này không khác gì cái nãy luôn á. Bro. Con Zealand phản ứng mạnh nhất game này. Tin 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 tin. Chết chết. Tại khóa này. Ok mình tuyệt vọng tới mức mà cái này mình sẽ khóa, mình sẽ giữ rồi tại vì cơ bản là đang không có cái gì hết luôn á. Cái này nâng không? Nên nâng thử. Tuyệt vọng lắm rồi. Ê đồ đó. Ok mình sẽ nâng cái này nha. Đau lắm rồi đó, khổ lắm rồi đó. Ok. Khóa đồ khóa. Ok cái này có vẻ tiến triển hơn mấy cái trước. Ồ cái này nâng được này, bắt đầu có đồ nâng được rồi đấy. Cái này mình cũng để nâng thử ha mọi người. Tăng sát thương vật lý.
để HP phần trăm này thử được ha, thử được á. Để tính là nãy giờ mình quên bật bật record mọi người. Nói chung là chúng ta có cái này. Và nãy giờ mình với Hưng ngồi tranh luận là nó HP có tốt cho Zealand hay không. Và nãy giờ mình quên bật record. Ok, nói chung là chúng ta có cái nón này ha. Cột khóa này. HP này, chịu thử ha, chịu thử. Wow. Ồ. Chưa. Nãy giờ mới có đó mọi người, nãy giờ mới có đó. Khổ điên khổ khùng luôn. Ồ, hết lời quyền rồi mọi người, cuối cùng. Ơi, có cái tỷ lệ bạo luôn nãy, có hiệu quả nạp luôn. Ok, ngon, bắt đầu đỡ hơn rồi đó. Và cái này thì bỏ đi ha. Ai Yun Jin chế này được không Hưng? Cũng vẫn khóa đó, nhưng mà cho vui thôi, khóa cho vui thôi. Ủa tại sao lại tính là mình đang farm cho Zealand đó mọi người. Ok, hết bị lời nguyền rồi hơn dễ sợ. Cái này thử được nhưng mà nếu mà vô crit rate thì mới được. Cái này cũng giữ được, ok, tạm giữ được. Tính ra cái này là second best in slot của Ganju luôn á chứ. Offset, đỉnh của đỉnh. Cái này không phải offset, cái này còn onset cho Ganju luôn á Hưng. Nếu Ganju chơi dòng hồi ức bất tận được mà. Đồ khóa nữa này. Cái này mình như tấn công á mọi người. Ô, HP, ok, được, ok. Hợp lý. Chịu. Ô, nón khóa kìa. Bây giờ. Ô, ok. Này, thấy chưa? Được, này ngon được. Này. Ok. Được. Đây, nhựa cuối cùng của 2400 nhựa. Ok. Nó không cho chúng ta gì hết. Rồi giờ chúng ta tới phần đau khổ nhất của video này, đó chính là phần nâng thánh di vật. Rồi chúng ta có như đây đã khóa nè mọi người, thấy không? 18, 16, 24, 31 cái cũng được. 32 cái. Tính là 32 cái cũng được. 32 cái khóa rồi. Chứ không phải 32 cái giữ. 31. Rồi cái này được. Ít theo việc chúng ta chưa có độ thì nếu mà cái này nó vô sẽ thương bạo. Rồi. 31. Ủa, 31. Cái này sao? Nói đừng cãi. Này 30. Nó sẽ nằm ở cái tình trạng gì biết không? Dở ương ương á. Ok, để coi có well. 30. không 30 anh, tại vì anh nhìn đồ những cái hoa đang có. Tạm giữ được. Nó thả lịch. Đấy, nó thả nó là HP còn đỡ. Được. Cái này được nè, nhưng không cho anh thôi. Được. Để đó mình không có nâng nữa à. Cái này có hơi hướng sang liên rồi. Cái này mình giữ ra, mình cũng đang hơi hối hận lại về cái quyết định của mình. 4 dòng này, thì all in tỷ lệ bạo với lại hiệu quả nạp thì tao giữ. Quả nạp. Tỷ lệ bạo này. Được. B được không ta? Ừ đã, tiếp đi. 6 rồi, nó vô phòng ngự thì dục luôn. Giờ vô nạp rồi cũng. Rồi đó. Vô ngự. Đó, thấy rồi. Thường là Thanos. Này cũng vậy ha, chàng. Lần sẽ thương tạo rồi này. Not bad. Ê? Vô. Ê vô. Ui. Thử lần cuối, nên nó 25 gì. Còn cuối 25. Nice. Ok, nó tốt hơn kỳ vọng của mình luôn.
hợp lý nó được đi ừ. ok tại em tính nó 25 mà cái này để sau có cho ok thôi được tiếp này bằng cái 20 vô luôn đi ha. Wow. Là nâng chưa đây? Này Sen Linh cũng chê. Cô đang rất là trầm cảm rồi. Tôi cũng trầm cảm thôi. Ê, mà dễ vòng 4 tỷ lệ ghê ha. Được á chứ. Hạt này xứng đáng bị spoil nè. Không, nó không tắm. Hai lần tấn công thì thì vẫn giữ nhưng mà không nâng nữa. Bị yếu. Thôi với mấy cái lông này. Vậy đổ cái lông đó đi. Ừ. Lên 20 xong rồi gắn cái lông cái vô. Tháo luôn cái lông đi. Phải tháo luôn được. Tháo luôn đi. Ừ. Bị đô tháo luôn đi. Không bị đô còn đỡ 26. Bị đô còn 26 mới đỡ. Cái này rồi, được. Rồi nên này đi. All in hay là nâng từ từ. All in luôn đi ha. Nâng luôn đi, all in đi, dục một lần cho xong. Brother, what's that? What's that, brother? Đó. Quăng nó đi. Tôi né sạch. Nếu mà không có gì xài, bọn mình sẽ xài đỡ. Ấy. Quả nạp vẫn được nhé. Các bạn vẫn... Sao có cái dòng tỷ lệ bảo kích nó tự nhiên đâu ra vậy? Ra 14 nạp xài đỡ được nhé. Nhưng mà 58 người. Thôi giữ tạm đi để coi sao tình hình như thế nào đó. Khó vậy ta. Quả nạp luôn này. Được. Đẩy luôn. Ok, coi như là an ngủi đi. Ôi coi như là an ngủi đi. Nữa kìa. Trời ơi. Coi như là an ngủi đi. Rồi đây. Coi mấy cái mũ này. Cái nón thì lạ kìa, nón thì lạ kìa. Ôi. Sang Liên. Sang Liên ơi. Ê, vấn đề là này là của Sang Liên rồi, tại vì Gia Lan cầm chấn. Tiếng liên thật. Raiden. Chà. Raiden nào ấy. Cái này là cho dù nâng 4 tệ mình vẫn giữ nha. Ừ, giữ tạm đi tại vì không có cái mũ tỷ lệ nào ở trong đống này hết. Kệ, thử cái HP đi đi ha mọi người. Không, không ném cái. Tước tự nước. I mean it's alright, like. Ui. nó cũng gần ngôi in, nó mắc rôn á. Nhưng mà tại sao nó hay? Mắc rôn á, xong làm tinh thông. Tại sao nó làm tinh thông? Ê, nó mắc luôn á, là ừ. 23 là mắc ở 3 dòng ấy. Em biết rồi. Wow. Này, cái nạp của bạn đang gì này? Thôi nâng đỡ đi hả, nâng thử đi, coi vô cái gì hả? Nâng đỡ. Được, mắc rôn. Ê. 10 chấm đi. Ê. 10 chấm đi. Ừ, cho 10 chấm cái đi cho nó đỡ nào. Trời ơi. Thật ra vẫn giữ á, tại vì cái nó sát tương bạo trước đó nè. Cái có cách chỗ này cũng có cái này nè. Cho nên vẫn giữ luôn á. All in ha. Ừ, ôn đi. 1 2 3 Hey. Vô cái gì? Woo! Yeah, baby. That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! Hay. Hay hả? Mở mắt nha. Anh không chơi đi đúng không? Ồ. Oh, ngon.
Ok, được rồi, được rồi. 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm lệch đúng một lần thôi. Còn... ok. Cái nón nó cứu nguyên cái mũi rôn của mình. Chúng ta cùng xem lại build cái lông. Chúng ta cùng xem lại cái build chúng ta có sau khi đã thành công làm gì ha. 5 minutes later. Ok, đây là build chúng ta đã đạt được cho dây lan lần này. Sau khi tốn 2400 này. Lần ấy khoảng thời gian rất là khổ. Nói cho mọi người nhẹ nè, cái video này có vẻ đang ngắn á, nhưng mà cái app của bạn ấy lúc này là con dây lan chưa có đồ, cộng với ao ấy thầm đồ cực kỳ yếu luôn. Cho nên là mình phải nhờ Hưng vô phụ, mà cái vấn đề là phụ vẫn lâu. Cho nên là cũng hơi cực luôn á. Đây thì cái này cái món đầu tiên chúng ta nâng này. Cái này là cái hồi nãy nó tốt hơn mình mong đợi. Cái này thì xài đỡ. Cái này chúng ta không có ly thủy. Cho nên là bạn ấy nâng như thế nào tùy bạn ấy thôi, chứ chúng ta không kiếm được ly thủy thì chịu ha. Và cái này là cái mạnh nhất hôm nay chúng ta có. Nó gần như nó cứu được cái buổi ra mắt, gọi là buổi đập thánh di vật ngày hôm nay. À, chúng ta coi tỷ lệ này, 31.000 HP cho cái cây này vẫn chưa mắc ha. À, cây này thật ra nó không ảnh hưởng lắm, tại vì nó cũng tăng rồi. Thật ra 31.000 chủ yếu là giờ khá là ổn. Ừ, với lại do Zalan nó chưa 90 nữa. 55.198 149 nạp. Ừ. Cái bị cái chấp nhận được thôi, tại vì do chúng ta cũng ba một đống rồi chứ chưa có gì lắm. Chứ lại thêm một cái chết nữa là nếu như mà bạn đã cầm trấn rồi á thì bạn cố gắng cầm đồng hồ nạp. Ừ. Để cho cái có gì farm sau thì đổi thành đồng hồ nạp nha. Nhưng mà cái này là cái thôi. Nhưng là cái này là cái mạnh nhất mà mình nên kiếm được trong video này rồi. Cho nên là thôi, nói chung là cũng gọi là không thất bại đi, cũng gọi là thành công ha. Một phương diện nào đó, ừ, cũng gọi là ổn. À, cảm ơn mọi người vì đã coi cái video này nha. Nếu mọi người thích thì mọi người hãy like, subscribe và ấn vào nút chuông để một ủng hộ bọn mình ra những video thêm như thế này nữa. Mọi người hãy ủng hộ WeWoGame ở phần mô tả video nha. Bye bye.